YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn. Mình sẽ tô màu sau nhé. Khi làm mình sẽ tiếp tục tô màu nhé.
Vừa là mình nhắc tôm màu xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tô màu làm sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cùng đi nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cho tô màu nha các bạn. Qua đi. Bây giờ mình tô màu xong chưa? Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu như thế này. Thank you.
Vậy là mình đã tô màu xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn cả các bạn rất là nhiều.